Trái với nó thành đội cái nó kết màu đen, có mấy viền mảng màu hồng, chân đi dài ba tay vải. Nó nhìn mà tiếc hồn hụi, đồ đẹp như vậy mà để đi ruộng. Nhưng nó đâu biết rằng đối với Thanh đó là những thứ xấu nhất rồi. Thanh bước thấp bước cao theo nó qua những bờ đê gập ghềnh lờ lởm. Nó lâu lâu lại phải đứng lại chờ Thanh theo cho kịp. Được một đoạn, Thanh lại tụt lại phía sau. Cậu đi chậm chậm một chút đi, không một lát tôi lạc bây giờ. Sao mà lạc được? Nó trề môi. Nhưng Thanh thì khác, nó nhìn ngược lại. Phía sau lưng chẳng phân biệt được nổi đâu là nhà ông nội nó với bao nhiêu cái nhà khác lấp ló sau hàng cây. Sau một hồi đi quanh co theo đường đê, nó biết chắc chẳng thể tự mình về nhà cho đúng chỗ. Đợi cậu ra tới, chắc ông nội tôi về luôn rồi. Nó phóng mắt ước lượng quãng đường còn lại rồi than thở. Cậu nhận lời ông nội tôi dẫn tôi đi chơi mà. Thanh cãi. Với lại đường gì khó đi gần chết. Hai đứa lại tiếng gấu tiếng ó đi tiếp. Dừng lại trước một con mương khá rộng với cây cầu bằng thân cây dừa tròn lẳng bắc ngang qua. Nó băng qua tới đầu bên kia, nhìn lại Thanh còn đang trân trối nhìn cây cầu dừa như vật thể lạ. Sao còn chưa đi? Sao qua được? Đi vòng đi. Cậu nghĩ sao đi vòng? Con mương dẫn nước quanh co hết cả khu ruộng rẫy này, nhìn mãi không thấy điểm bắt đầu và điểm cuối. Không biết muốn vòng thì phải tới chỗ nào. Thanh cũng như nó nhìn một vòng rồi nhìn cây cầu. Thôi, về đi. Thanh ngán ngẩm bỏ cuộc. Về, vậy cậu tự đi đi, tôi đi tiếp. Thanh nhìn lại hướng cả hai đã đi qua. Ruộng là ruộng, cây là cây. Mặt Thanh thiểu não. Nhưng sao qua được? Thanh nhìn lại cây cầu, nhìn như muốn nó tự động biến thành cây cầu dễ đi hơn ấy. Đi nhanh qua, giống tôi nè. Nó biểu diễn một vòng cho Thanh xem. Hay cậu quay lại cho tôi vịnh đi. Thanh khoái chí với sáng kiến của mình. Ngẫm lại thấy được chứ, không lẽ đứng đây hoài. Nó lại đi ngược trở về, đưa tay cho Thanh nắm. Từng bước lắc lư đi qua. Tay Thanh nóng ran, run run toát cả mồ hôi. Nó cười thầm. Người thành phố coi bộ nhát dữ. Nó nắm chặt bàn tay mềm mại như bông trong bàn tay che sần nắng của nó. Nó thấy khoái. Mắt lo với cái bàn tay mềm mại mà quên mất nó đang dắt một người chưa có kinh nghiệm đi qua cầu dừa. Thế là một chút lơ là, lại đang ra tới giữa cầu. Chỉ nghe Thanh la ai ái mấy tiếng rồi nó bị Thanh lôi theo. Cả hai té ùm xuống nước. Nước mát lạnh và rất trong. Nó cùng tụi bạn thường hay ra con mương này tắm, nên té thì té, lát lên bờ phơ một hồi là khô ráo không có gì lo. Nhưng Thanh thì lại khác. Cậu ta quẩy đạp tùm lum vẫn chưa ngóc đầu lên được. Nó đưa tay túm áo Thanh lo lên. Nước thấm chủng à, không sao đâu. Nhưng Thanh cũng trượt tới trượt lui mấy phen mới đứng vững. Mặt mày đỏ gần, nó thấy dễ thương gì đâu. Kết luận lần nữa, người thành phố rất là dễ thương. Và nó sẽ ân hận ngay thôi vì cái kết luận vô cùng sai lầm này. Cậu không biết bơi hả? Một phát hiện mới của nó. Bơi có gì khó chứ? Khanh cao mày nhìn rồi tìm cách leo lên bờ. Vậy mà bày đặt chê nước sông dơ, thì ra là không biết bơi. Nó cười nắc nẻ trên cái vẻ mặt quẹo đeo của Thanh. Thanh lớp ngớp một chút cũng leo được lên tới bờ. Quần áo cũng dơ hầy. Tháo đôi giày dốc cho nước chảy re re. Còn miệng cào nhào chửi cái cầu giờ chết tiệt. Nó nghiêng người nhìn. Thanh giờ nhìn rất cuốn hút bởi mái tóc ướt rủ chảy lon ton. Áo dính bết vào người lộ cả những đường cong cơ thể mảnh mai đẹp đẽ. Nó cứ ngang người ra nhìn và Thanh đã phát hiện ra điều đó. Một nụ cười gian manh hiện trên mặt Thanh. Nó bắt gặp nụ cười đó thì tim đánh thót một cái, nên tính báo cho nó biết sắp có chuyện không lành. Thanh nhảy trở lại xuống mương sau khi quẳng đôi giày ướt sũng qua một bên. Dù gì Thanh
cũng biết nó chỉ tới thắt lưng nên nó chắc ăn không sợ bị chìm. Cái kiểu nhìn như dán vào người nó đó gợi cho nó một ý nghĩ điên cuồng. Tiến lại ngày càng sát cái tên nhà quê. Nó bắt đầu gì thì gì qua cầu dừa, cầu khỉ, bắt cá, leo cây. Nó không rành bằng cái tên nhà quê này, nhưng có cái khác chắc chắn nó rành hơn tên nhà quê này gấp mấy trăm lần. Áp sát người vào tên nhà quê, nó hỏi bằng một cái giọng mà không thể tả. Cậu làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, như sắp nuốt sống luôn rồi. Hoàng lùi lại mấy bước, mặt đỏ tới tận mang tay. Giọng thanh làm cho nó có một cảm giác kỳ lạ, kèm chút ớn lạnh. Nó lật đật lên bờ, nó sợ với lâu một chút nữa dám nó bị trúng nước lắm à. Nè, nó lại leo lên, tắm đi, không ngờ nước mắt ghê. Cái này là thanh nói thật, thanh cũng
Nguyễn Giang Thanh hơn cái tên Tiến nhiều. Tôi không phải tên Tiến, nó chợt nhớ một cái tên khác của nó đẹp hơn. Tôi đi học tên Phạm Minh Hoàng, đẹp hơn cậu không? Xì thì cũng được. Hãy subscribe.